Xin kính chào quý anh chị và các bạn đến với bản tin giá heo hơi của chúng tôi ngày 14 tháng 2 năm 2020. Hiện nay lợn hơi của bà con nông dân còn khá ít, giá lợn hơi vẫn đang cao nên các hộ chăn nuôi bắt đầu tái đàn trở lại. Việc người dân đổ xô tái đàn đẩy giá heo giống lên cao trong vài tuần vừa qua. Theo ông Quang ở huyện Tứ Kỳ của tỉnh Hải Dương cho biết, hiện nay giá lợn giống ở trên địa bàn dao động khoảng 2 triệu đồng trên một con, còn đối với công ty Damaco thì giá dao động khoảng 2,2 triệu đồng trên một con với trọng lượng từ 6,5 cho đến 7 kg trên một con. Giá con giống cao vì giá lợn hơi hiện nay đang dao động khoảng 80.000 đồng trên 1 kg và người chăn nuôi trước kia thua lỗ nhiều nên hiện giá cao người dân bắt đầu tái đàn trở lại để gỡ gạc. Nhiều người cho biết chăn nuôi lợn như một cái nghề của người nông dân rồi, không thể nào mà bỏ được. Cho dù con giống cao nhưng vẫn phải mua để nuôi. Và nhiều người còn ví rằng hiện nay chăn nuôi lợn như đánh một canh bạc vậy. Giờ giá cao nhưng vài tháng nữa thì không biết sự biến động của giá cả sẽ như thế nào. Bởi nhiều người lo lắng rằng việc nhập khẩu thịt trong thời gian tới sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giá lợn hơi ở trên địa bàn cũng như là thị trường trong nước. Giá lợn hơi trong ngày 14 tháng 2 tại các tỉnh thành trên phạm vi cả nước đang có dấu hiệu chứng lại rõ rệt, thậm chí một số tỉnh ở nước ta đang có xu hướng giảm. Theo đó, giá lợn hơi ở thị trường miền Bắc hiện nay đang dao động mức giá trung bình khoảng 80 đến 81.000 đồng trên kg. Cũng có địa phương mà bán được mức giá cao hơn, bên cạnh đó thì cũng có những tỉnh mà chỉ còn có dao động khoảng 77 đến 78.000 đồng một kg. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Trung thì hiện nay mức giá dao động 75 đến 83.000 đồng một kg. Trong khi đó thì các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Thuận thì có mức giá rất là cao, đều trên 80.000 đồng một kg. Trong khi đó các tỉnh ở thị trường miền Nam hiện nay giá heo hơi dao động dưới 80.000 đồng một kg. Phần lớn các tỉnh đều dưới 80.000 đồng một kg. Cụ thể giá heo hơi trong ngày 14 tháng 2 ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước như sau. Thứ nhất đó là đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nam Bộ. Các tỉnh Tây Nam Bộ ghi nhận có Trà Vinh, Long An, Hậu Giang và Cần Thơ là những địa bàn mà có mức giá khá là cao. Các địa bàn này dao động 79 đến 82.000 đồng một kg. Còn hầu hết các tỉnh khác đều có xu hướng giảm, thậm chí một số địa phương còn không có heo để bán nữa bởi bây giờ người ta mới bắt đầu tái đàn trở lại, lượng đang còn nhỡ, còn nhỏ. Các tỉnh khác như Sóc Trăng hiện nay dao động khoảng 78.000 đồng một kg, Cà Mau dao động 77 đến 78.000 đồng một kg, Kiên Giang dao động 78 đến 79.000 đồng một kg, Cà Mau cũng có mức giá dao động 78.000 đồng một kg, Tiền Giang dao động 76 đến 77.000 đồng một kg, trong khi đó An Giang thì có mức giá cao hơn một chút, dao động 78 đến 79.000 đồng một kg, Bạc Liêu cũng dao động khoảng 76 đến 78.000 đồng một kg. Đối với một số tỉnh như Đồng Tháp dao động 77 đến 79.000 đồng một kg, Vĩnh Long dao động 78 đến 79, tỉnh Bến Tre dao động 76 đến 78.000 đồng một kg, thậm chí một số hộ chăn nuôi ở tỉnh Bến Tre báo giá khá là thấp, dao động 73 đến 74.000 đồng và còn không có heo để bán nữa bởi ở đây thì ở trong dân bây giờ mới bắt đầu tái đàn trở lại, lượng đang còn rất là nhỏ và chưa thể cung cấp ra thị trường. Đối với các tỉnh ở khu vực Đông Nam Bộ thì thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh và Bình Dương vẫn là địa bàn có mức giá cao, hầu hết là trên dưới 80.000 đồng một kg. Còn đối với Đồng Nai dao động 78 đến 79.000 đồng một kg, trong khi đó thì tỉnh Bình Phước dao động 77 đến 78.000 đồng một kg. Thậm chí heo nhỡ ở tỉnh Bình Phước có mức giá khá thấp, dao động 75 đến 76.000 đồng một kg. Đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng vẫn là địa bàn có mức giá cao nhất hiện nay ở khu vực này. Hiện nay Lâm Đồng dao động mức giá 78 đến 82.000 đồng một kg, thậm chí heo đẹp mà người ta gọi đó là heo đẹp không tì vết ở Lâm Đồng bán với mức giá 82 đến 83.000 đồng một kg. Và theo ghi nhận ở huyện Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng hiện nay đang dao động mức giá 81.000 đồng một kg. Đắk Nông cũng có xu hướng tăng, trái ngược với xu hướng giảm của thị trường heo hơi ở cả nước thì trong ngày hôm nay ghi nhận có Đắk Nông có xu hướng tăng 500 cho đến 1.000 đồng trên kg. Và hiện nay giá heo hơi đang phổ biến mức giá 76 đến 78.000 đồng kg, nhích hơn một chút so với ngày hôm qua. Gia Lai dao động mức giá trên dưới 76.000 đồng kg. Các tỉnh như Đắk Lắk và Kon Tum dao động mức giá 75 đến 77.000 đồng kg và cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Một số tỉnh ở khu vực miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong những ngày trước kia thì đây là những địa bàn mà có mức giá rất là cao ở thị trường miền Trung.
Tuy nhiên thì từ khi có sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ thì giá heo hơi ở địa bàn này đang có xu hướng giảm rõ rệt. Và hiện nay các tỉnh này đang dao động khoảng dưới 80.000 đồng một kg. Cụ thể như là Thanh Hóa dao động 77 đến 80.000 đồng một kg. Nghệ An cũng dao động 77 đến 79.000 đồng một kg. Còn đối với heo áp siêu ở Nghệ An, các thương lái cũng như các hộ chăn nuôi chỉ báo giá khoảng 76.000 đồng một kg. Hà Tĩnh dao động 75 đến 78.000 đồng một kg. Quảng Bình, Quảng Trị dao động 76 đến 79.000 đồng một kg. Trong khi đó thì hai tỉnh thành phố đó là Huế và Đà Nẵng thì có mức giá rất là cao. Hiện nay Đà Nẵng đang dao động khoảng 80.000 đồng một kg, Huế thì nhích hơn một giá dao động 81 đến 82.000 đồng một kg. Đối với các tỉnh ở khu vực Nam Trung Bộ như Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Thuận vẫn là địa phương có mức giá rất là cao và giữ mức giá ổn định. Hiện nay các địa bàn này đều trên 80.000 đồng một kg, heo đẹp có thể bán được với mức giá 82.000 đồng một kg. Các tỉnh khác như Ninh Thuận dao động 78 đến 79.000 đồng một kg, Khánh Hòa dao động 77 đến 78.000 đồng, Phú Yên dao động 78 đến 80.000 đồng, còn đối với Bình Định dao động 76 đến 79.000 đồng trên 1 kg. Đối với heo ở thị trường miền Bắc hầu như là cũng ít có sự biến động. Tuy nhiên đối với khu vực đồng bằng sông Hồng thì không còn cao như những ngày trước đó nữa. Các tỉnh này vẫn giữ mức giá trên dưới 80.000 đồng một kg. Cụ thể như Hà Nội hiện nay vẫn đang dao động khoảng 80 đến 81.000 đồng một kg. Và trong ngày hôm qua thì một số hộ chăn nuôi ở huyện Ba Vì và Ứng Hòa của thành phố Hà Nội có báo giá rằng giá heo hơi ở địa bàn này vẫn đang dao động mức giá 81.000 đồng một kg, thì các bạn có thể tham khảo mức giá ở hai cái huyện đó là huyện Ba Vì và huyện Ứng Hòa. Còn đối với heo nhỡ ở huyện Ba Vì chỉ dao động khoảng 78.000 đồng một kg. Hải Dương dao động 80 đến 82.000 đồng một kg. Hải Phòng cũng dao động khoảng trên dưới 81.000 đồng một kg. Hưng Yên dao động 82 đến 83.000 đồng trên kg. Vĩnh Phúc thì có xu hướng giảm rõ rệt, hiện nay tỉnh Vĩnh Phúc chỉ dao động khoảng 78 đến 80.000 đồng một kg. Bắc Ninh dao động 80.000 đồng một kg. Đối với các tỉnh như Nam Định và Ninh Bình hiện nay dao động 81 đến 82.000 đồng trên 1 kg, Hà Nam cũng dao động khoảng 82.000. Trong khi đó Thái Bình vẫn là địa bàn có mức giá cao. Tuy rằng đã mất mốc 85.000 đồng nhưng hiện nay Thái Bình vẫn đang dao động khoảng 82 đến 84.000 đồng 1 kg đối với heo đẹp. Còn đối với heo nhỡ thì ở các địa bàn này thì thường thấp hơn khoảng 2 đến 3 giá so với heo siêu. Heo áp siêu thì thấp hơn 2 đến 3 giá các bạn nhé. Các tỉnh ở khu vực Tây Bắc đang có xu hướng tăng, đặc biệt là ghi nhận ở tỉnh Sơn La. Hiện nay Sơn La dao động mức giá 80 đến 81.000 đồng một kg. Theo ghi nhận ở một số huyện như là huyện Mai Sơn, huyện Yên Châu của tỉnh Sơn La thì hiện nay giá lợn hơi đang dao động khoảng 81.000 đồng một kg. Lai Châu vẫn giữ mức giá ổn định 78 đến 80.000 đồng. Đối với tỉnh Lai Châu, heo trắng chủ yếu là vận chuyển ở các nơi khác về chứ heo ở trong dân thì khá là đắt. Đặc biệt là đối với heo mọi và lợn đen bản ở các tỉnh khu vực Tây Bắc, đặc biệt là Lai Châu hiện nay dao động khoảng 140.000 đồng trên 1 kg. Điện Biên dao động 80 đến 82.000 đồng và Hòa Bình cũng dao động mức giá 80 đến 82.000 đồng 1 kg. Một số tỉnh ở khu vực Đông Bắc ghi nhận có Thái Nguyên vẫn là địa phương có mức giá cao dao động 82.000 đồng 1 kg. Hiện nay cái mức giá mà trên 80.000 đồng được coi là mức giá rất là cao, và nếu mà người dân bán ra trong thời gian này thì lãi có thể được khoảng một nửa so với chi phí mà đầu tư bỏ ra để nuôi heo. Phú Thọ dao động mức giá 77 đến 80.000 đồng, Bắc Cạn dao động 80.000 đồng, đối với Tuyên Quang dao động 78.000 đồng. Quảng Ninh dao động 79 đến 81.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn ghi nhận giá heo hơi hiện nay dao động 77 đến 80.000 đồng 1 kg. Một số huyện ở Lạng Sơn như Cao Lộc, Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn thì giá lợn hơi khá là ổn định. Và theo ghi nhận thì hiện nay Lạng Sơn người dân cũng ít vận chuyển heo bởi chịu sự ảnh hưởng của virus cúm. Chính vì vậy mà đặc biệt là khi mà xuất khẩu sang Trung Quốc thì hầu như là không còn như trước kia nữa, bởi hiện nay các cửa khẩu đang giám sát rất là nghiêm ngặt. Các nông sản cũng đang ứ động ở Lạng Sơn rất là nhiều, ở cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Hữu Nghị của tỉnh Lạng Sơn. Lào Cai hiện nay vẫn đang dao động 78 đến 81.000 đồng một kg, trong khi đó Yên Bái dao động 79 đến 80.000 đồng trên 1 kg.
Đối với tỉnh Hà Giang dao động 78 đến 81.000 đồng và hai tỉnh Bắc Giang và Cao Bằng vẫn đang giữ mức giá ổn định 80 đến 82.000 đồng một kg. Đó là giá heo hơi ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước. Thì chúng ta có thể thấy rằng tuy có xu hướng chững lại và giảm nhẹ, thì giá heo hơi trong những ngày này vẫn đang rất là cao và người dân bán ra thì lãi rất là lớn. Và mình sẽ tiếp tục gửi đến quý anh chị và các bạn giá heo hơi ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước hàng ngày. Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ quý vị và các bạn. Hãy kéo xuống phía dưới của video, ở góc phía phải của video có chữ đăng ký kênh màu đỏ. Quý vị và các bạn hãy kích vào chữ đăng ký kênh đó để khi mà chúng tôi ra video thì quý vị và các bạn là người đầu tiên nhận được thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.